Châu Phú đã trở về xã Vĩnh Trạch thì ở đây là một cái bờ sông nha quý vị. Đây dưới mé sông thì ba bà cụ ở dưới mé sông, cặp mé sông vậy nè quý vị. Thì được ở Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thọ Sơn bàn giao cho một cái máy ấm tình thương. Đó. Thì Châu Phú sẽ mời quý vị vào trong nhà nha quý vị để thăm bà cụ. Được biết là con trai của bà đã chết bởi vì do là bị người ta đâm lộn hay gì đó. Thì trong gia đình là chỉ có một bà cụ thứ hai có gia đình thôi và có con, còn hai cụ kia là không có gia đình. Dạ con chào bà. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ hôm nay con là Châu Phú. Khi mà con đi ngang đây con thấy trong một cái máy ấm tình thương, để cái máy ấm tình thương của hội phụ nữ bàn giao đó, mà con thấy nằm ở đây trên một chiếc giường mà ba bốn cụ nằm gì nè. Con tưởng đâu á là ở đây chắc là ông thầy thuốc hay gì đi tới đây để trị bệnh, cho nên đó là con ghé con hỏi thăm đó. Thì được biết đó là gia đình này là có ba bà đã cao tuổi rồi, chị em với nhau nương nhau mà sống đó. Cho nên đó là con ghé lại thăm coi cái hoàn cảnh của ba bà như thế nào để mà con có thể hỗ trợ tiếp sức cho ba bà đó. Bà có thể cho con biết sao khóc vậy? Bà thứ mấy? Hai. Bà hai ha. Nghe nói bà hai hình như là có người con trai mất hả bà? Lâu chưa bà? Chết mấy năm ạ? 2 năm hay gì ạ? Em mà 3 năm rồi, vợ lâu quá không nhớ. 3 năm ha. Thôi chết để là mấy đứa con đi cháu đó, nhớ con nuôi không đó. Con cháu ở vòng đây nuôi không ha? Con thằng trai mà hả? Con thằng trai nó đâm chết. Dạ, vậy đó ha. Có 2 thằng, thằng kia khổ lắm chứ. Thằng kia thằng anh cũng khổ nữa. Vậy đó ha. Mà cụ năm nay bạn nhiêu tuổi rồi? Năm nay 74. Tôi dựng 10 tuổi, nhớ đó tôi nhớ. Tôi dặn nhiêu tuổi? 74. Dạ, chào cô Tư. Dạ. Thì cô Tư cho con hỏi năm nay cô Tư bao nhiêu tuổi rồi? 70 tuổi. Dạ. 70 tuổi nha. Rồi ta biết rồi, nói chuyện mình ai đó không được. Dạ cô Tư bị bệnh gì hết không? Tai biến. Cũng bị tai biến. Đi không được, đi bà hai ghé. Dạ. Con nghe nói là cô Tư hiện giờ là cái chân có tật phải không? Có tật không? Có tật là lâu chưa con? Có tật hồi nhỏ không? Hồi nhỏ. Rồi bị tai biến tay giờ này, bị tai biến giờ này, ai giờ hết. Dạ. Rồi bây giờ cô đi tới đi lui được không? Không, đi bằng cái ghế, ai ghế chỗ. Dạ. Đúng không? Cái ghế ha con? Đi bằng 2 ghế. Dạ. Dạ, vậy đó ha. Tao đưa cái ghế cho cô đi thử hàng ngày thử ha. Là phải đi lấy 2 ghế và đèo. Ủa 2 cái vậy mới được hả? 2 ghế, 1 cái đi được. Vậy đó ha. Đừng có nói. Nè, đi nè. Dạ. Là cái chân cô nó có tật sẵn ha. Có tật nhỏ. Dạ dạ, thôi vậy được rồi cô. Nha. Dạ. Thưa quý vị thì cái chân của cô á. Đây nè. Dạ được rồi con thấy rồi. Chân bị có tật, bị xéo nha quý vị. Đó thì con được biết là cô khi mà cô bị tai biến đó, rồi tới bây giờ đó là cô hồi phục lại sức khỏe, đó là cô niệm Phật rất là nhiều. Và cô đặc biệt trong nhà là cô cũng rất thích ăn chay hả cô? Dạ. Dạ. Cho nên đó là có một đứa cháu ở đâu mà thỉnh về được cái hình của Đức Phật nè, Phật Thích Ca, thì cô lại đeo vô cổ liền. Hàng ngày vậy là cô niệm Phật vậy đó là đi đứng nằm ngồi niệm Phật hay sao cô? Không, tôi cũng lại quyền rồi niệm Phật rồi. Dạ. Sám hối. Là sao chuỗi của cô đó ha. Dạ. Sám hối là cô niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật hay sao? Nam Mô Phật rồi trái tên tuổi mình đó rồi niệm Phật rồi dạy nó lại Nam Mô Phật cũng vô Phật. Rồi 3 thời vậy. Dạ. Rồi cô có nằm chim bao thấy được vị Phật nào không? Không có thấy chứ. Thấy Phật Thích Ca, Phật Bồ Tát chứ. Cô thấy à? Thấy không? Cô thấy là cái lúc đó cô bệnh chưa? Chưa bệnh, sao bệnh cũng thấy không? Cái lúc cô chưa bệnh là cô đã thấy rồi. Cũng thấy nữa, sao bệnh cũng thấy nữa. Dạ. Thấy Phật Tổ không? Dạ. Phật cứu người ta bằng cái gì Phật? Cái Phật nói quậy trên đường, nước đá trà rượu tôi luôn là hết bệnh. Dạ là... Mà bạn tôi vuốt gì nè, đa ta bóp hết. Mỗi lần á? Rồi giờ đa không làm nữa. Vậy là mỗi lần đó là cô, cái lúc mà cô chưa bệnh là... tự nhiên làm vậy đó, tự nhiên chặt thuốc hút cho ta. Dạ, vậy đó ha. Một bú ha, cậu vuốt nè. Tan như nước, biến như muối, vuốt gì hết. Là cái lúc đó đó là cô còn khỏe. Còn khỏe đi kiếm thuốc được. Dạ. Rồi đau giờ không kiếm thuốc được, rồi chỉ vuốt. Tao vuốt bóp thôi. Dạ vậy đó. Rồi đau tới giờ tới nay không nói chuyện được, rồi không làm nữa. Cái cô làm ơn cho con hỏi cái lúc mà cô gặp mẹ Quan Âm mà cô mới có cái khả năng cô vuốt bệnh, hay là cái lúc nào mà cô phát hiện cô vuốt bệnh cho người ta hết vậy? Thấy bà Quan Âm trước rồi vuốt sau. Vậy là cô nằm trên bao cô thấy mẹ ha. Các mẹ. Mẹ có nói chuyện gì không con? Có. Mẹ đau bú vuốt gì mẹ? Nè vuốt mẹ. Anh nhai chậu phục mẹ. Cái lúc đó là cô đau hay gì? Cái đó đau. Chưa đau đâu. Mẹ vuốt con có một cuốn nữa. Dạ. Được của bà. Cô có một bú ở trên đầu. Đầu. Em phun nhai chậu phun cái bẹt tôi ơi trời ổng chắc dính giờ không dính gì chân. Dạ. Rồi nói trời ơi mẹ ơi giúp con mẹ ơi. Cái mẹ nói trời tôi bị con khổ quá con. Con về nhà ba con đam nhà. Dạ. Chỉ con già phải không? Dạ. Rồi về. Dạ. Mà ông có đau không? Ba cô về có đau không? Không biết đâu. Về nhà ba cô đau thiệt hả? Trong cái giấc mơ là cô thấy mẹ kêu về là thấy ba đau thiệt không? Ba đau. Rồi xong rồi cô về rồi mà đau gì rồi ba cô có mắc không? Không, chịu thuộc hết. Vậy đó ha. Hồi trong giấc mơ mà mẹ kêu về mà đau thiệt ta cũng lạ nha. Rồi từ cái lúc đó là cô trở về. Cô làm bệnh luôn. Mình luôn. Là vuốt bú ha. Vuốt bú là cô đâm mỗi về vuốt hết. Dạ cũng lạ. Rồi cô giúp cho bà con vậy được bao lâu? Đó mấy năm trời. Mấy năm ha. Rồi cô mới bị tai biến gần đây hả cô? Mới đây. Hồi bị tai biến trước giờ này. Dạ. Rồi nhẹ đi được, đi chống gậy được. Dạ. Cái sao đi giờ này nghỉ tiêu. Dạ vậy đó hả cô? Mình trước chuyện gì một mấy tháng trời không đi được, cái sao phải đi ghế nè. Dạ. Rồi thường đó là mỗi một đêm mà cô công phu cô cúng lại đó, rồi cô cầu hồi hướng vậy đó. Rồi cô thấy trong lòng cô nhắc tới ba cô gì đó là cô nhớ ba cô đó. Nhưng mà cô có thấy được ba mình về thăm mình lần nào chưa? Thấy ha. Có gì ông kêu? Có hồi hướng cho ổng không? Có. Vậy đó ha. Rồi từ ngày ông mất tới giờ cô có thả cá phóng sanh cho ba mình không? Không. Chỉ niệm Phật vô chùa giải rồi. Vậy đó ha. Chỉ niệm Phật đó ha. Chắc trong nhà chứ là chắc là cô Tư đó là thương cha nhiều lắm. Bởi vì nhắc tới cha là thấy cảm động không có cầm được nước mắt. Thương cha mình. Lúc bao cô mất là cô có đó không? Có. Cũng có mặt đó luôn ha. Có. Con đầy đủ hết không? Vì cũng là tôi đánh mặt ở dưới thằng nhỏ em mà. Vậy là cô có duyên với cha của cô. Cô có duyên sâu với cha ha. Và con cảm ơn cô. Và tới cái lúc mà cô bị tai biến đó thì khi mà nó bị hư hết liệt hết một bên đó, yếu lại đó thì cái lúc đó là cô có trì chú và niệm Phật dữ không? Sao niệm hồi đó là biết chở đi chở khóc từ gặp bệnh gì đó không sao, kể từ từ đó cô đừng khóc nữa nha. Rồi cháu giờ việc ôi em không biết mà cái người chậm việc nhỏ không Tư ơi tôi chết rồi. Tư ơi tôi chết. Tôi đừng việc. Tôi chiều mới tin rồi. Nhiều tỉnh ve dịp thì trời trời tôi mơ trương mới chết rồi. Sao mà sắp tới vào gì ạ? Dạ bác sĩ đâu ngồi đi bác sĩ khám cho sao thường mà chết sang rồi sao không biết dân. Da truyền máu là vừa chút hơi nè, vừa vô nước biển rồi. Vô hai tay hai chân luôn, vô. Hai chị em thấy ba chị em thấy khổ quá, thấy cảnh khổ, hai người thì là bị tai biến, chết đi sống lại cũng mấy lần. Đó, còn chị hai thì là không thấy đường, mù, rồi tay nổi cục bú nữa. Cái cảnh thấy đau xót lắm quý vị. Đó, mà khi mà nhắc tới những cái căn bệnh hay là nhắc tới cha của mình thì các cô là tủi khóc. Đó, vì sao mà có cái cảnh đời là tiền bạc dư giả, tuổi này là ở nhà là con cháu lo, còn đó là có những cái vấn đề cái nhà cũng không có mà ở nữa, phải nương tựa với nhau. Ba chị em mà ngủ ở trên một cái giường nè, thấy khó khăn quá. Và kế tiếp nữa thì cô Phú xin giới thiệu quý vị là cô cũng có cái lần sau này cô cũng có gặp được một vị Phật đó không? Dạ. Dạ, cô gặp vị nào con? Pháp Tổ. Pháp Tổ ha. À. À, cái lúc đó là cô tai biến rồi lần sau sao? Lần sau rồi. Lần sau rồi. Dạ. Hỏi Phật ơi Phật, ông hỏi nói gì không? Đó, hỏi Phật ơi, con quên đó. Người ta lao uống gì Phật? Cái Phật cái quẹn đường cho tao uống, trà đường cho nó uống. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô Tư nha. Dạ. Cô Tư rất là tin tưởng về Phật nha quý vị, thường hay chị chú, cho nên đó là có một cái hình Phật thì cô đeo vô liền. Thì cô đeo cái cọng chuỗi này nè, cô có thể kéo cao lên con, đó, cái cọng đó là cọng Phật đó, ha, kéo cao lên trên, hoặc là mình cắt bớt cho cao lên, cho đẹp ha. Dạ. Rồi thì con cảm ơn cô Tư, con chúc cho cô Tư là về qua cái chuyến này đó thì sẽ tinh tấn hơn nữa nha. Dạ. Gán ăn chay và gán niệm Phật. Dạ. Để sau này là mình có thể về với cái tuổi an lành. Dạ. Nha cô Tư. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Một rồi. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, cái tiếp nữa thì Châu Phú sẽ giới thiệu đến quý vị là cái câu chuyện đó là người chị hai. Người chị hai có một cái người con đã bị người ta đâm lầm quý vị, và bà cũng là cái cuộc sống của bà là khổ từ nhỏ tới lớn nha quý vị đó. Và bây giờ là không có ai nuôi hết trơn á, nhờ con cháu sớm ghiền nuôi bà không à. Mà nghe nói ngày xưa bà cũng cực khổ lắm, gian nan lắm. Khi mà hỏi thăm á, thì cái cuộc sống của cô hai thì cũng không có làm gì mà bên cái nghề sát sanh hại giặc nhiều quý vị. Nhưng mà bây giờ chắc là do cái tiền kiếp nhưng mà không có nhớ ra nổi, cho nên đó là bây giờ là tay của cô nè đó bị u bị sưng nè, mà bây giờ cảnh không thấy đường đó. Thì con chào cô hai. Cô hai ngày xưa là cô hai làm cái nghề gì cô hai? Đi bán sâu mà. Bán sâu ha. Sáng bán đồ đi bán rồi về cái ngâm gạo đổ nó ngâm đó rồi sáng từng đông vậy là nấu sâu bán gì không hoài. Hai cái nghề cũng lương thiện ha. Dạ lương thiện không à, không có gì chứ. Rồi cô nhớ là mình có vô tình hay là cố ý làm cái con vật nào đó nó tổn hại tới mắt nó, hay là mình thích ăn mắt cá không hay mà. Là mắt này mắt kia vậy không con? Bây giờ mình không thấy đường con. Nó mờ, thấy chụp điện thoại mình gửi sớm ngày là mờ nữa không biết. Vậy đó ha. Chứ không có gì chứ, không có vô chích thuốc dưỡng mắt gì chứ coi. Dạ. Rồi. Bây giờ vậy thôi, nó không có nữa. Bị nó hô kêu mổ nghe mổ kêu sợ nữa đó. Dạ. Rồi bây giờ là cô ăn tương ở đây là cô ăn tương bình thường là ăn tháng được bao nhiêu ngày cô ha? Ăn thương thì ăn tới tháng thì ăn tương vậy đó. Vậy đó ha. Yeah. Tháng là thì thường mấy ngày gầm lớn rồi là con ăn tương ha. Ăn tương, gầm lớn ăn tương. Dạ. Yeah. 14, 15, 29, 30 rồi hàng tháng đều không con? Đều. Khi yeah. Quên ăn cũng sốt ngày tới mồ chứ, khi quên, mặn chuyện cứ quên. Vậy đó ha. Yeah. Thì hôm nay là con tới đây đó thì cũng có cái đầu lời là con lúc nãy con vô đó thấy cái hoàn cảnh đó thì cũng có những cái lời khuyên lúc nãy với cô rồi đó, thì là hy vọng hôm nay cô gặp con rồi thì gán ăn lên nữa, tăng lên. Bây giờ tháng mình ăn 4 ngày mình tăng lên 10 ngày cô nhắm ăn nổi không? Thì tôi tính ngày nào ăn ngày nấy hay thôi, chứ cũng nên là làm được chứ không chịu. Dạ cố gắng nha cô. Cố gắng. Dạ tại vì á là bây giờ là cô 74 tuổi rồi, 74 tuổi rồi chưa chắc gì nữa là vài năm sau nữa rồi cô cháu mình sẽ gặp nhau được nữa. Đó, thì á, là chỉ còn có mấy năm ngắn ngủi mà mình sửa sớm á thì mình được về cái cõi an lành đâu nha, mình không có khổ nữa. Chứ cô thấy bây giờ là không thấy đường khổ không? Người ta mắc ánh sáng, người ta mắc ánh sáng là người ta mắc đi là hết 80% mà đó. Ha. Bây giờ khi tôi buồn, tôi ngồi tôi nói, ai mà lại nói là tôi khóc dữ lắm, khóc dữ dằn. Tôi tuổi. Hồi đó hồi còn gái đó mà ăn bán buôn mà với mẹ ba rồi lo cho mẹ cha mẹ đầy đủ hết. Biết nói buôn gì nói tới là nhớ rồi tôi khóc rồi. Thì đó thì cô thấy đó, cái cảnh của mình đó giờ đâu có được sung sướng ngày nào đâu rồi con, toàn là gặp cái cảnh khổ sở mà tới lúc về già mà cũng còn vẫn còn khổ vậy nè. Bây giờ con muốn thoát khổ thì chỉ có cái cách là mình sửa sớm, sửa sớm ăn cơm. Dạ. Kiếp sau nữa thì mình sẽ được khỏe nha. Khỏe lại. Dạ. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị và các bạn, hôm nay Châu Phú đi đến đây gặp gia đình của cô Hai, cô Ba, cô Tư, cô Năm đó vị. Thì gia cảnh khó khăn thì cũng có đôi lời chia sẻ. Thì quý cô cũng hứa là sẽ cố gắng sửa sớm để mà ăn chay, tránh cái nghiệp sát sanh quý vị. Thì đến đâu thì Châu Phú cũng nghe lời thầy dạy là khuyên bà con chay 4 bữa ấy là quy tắc, nhưng mà quý cô đã ăn được 4 bữa rồi nhưng mà vẫn gặp cái cảnh khổ, cảnh khó khăn. Thì bây giờ muốn vượt khó thì Châu Phú khuyên tạm dừng bớt chút xíu nữa, ăn tăng lên 10 ngày vì tặng cho cô quen cái cô tăng lên 15 ngày rồi tới trường trai luôn thì sẽ được không có luân hồi sáo nẻo nữa. Rồi mình niệm Phật để mà hồi hướng cho những sư huynh đệ tỷ muội mà mình đã vô tình hay là cố ý mình đã gây ra sát hại, sát thương người ta đó. Thì các cô cũng đã đồng ý ở vị, cho nên Châu Phú trích tiền Mạnh Thường Quân ra để mà hỗ trợ với các quý cô. Thì những cái khoản tiền này, thứ nhất là con sẽ gửi cho quý cô là 50 kg gạo cùng với một chai dầu ăn 5 lít. Và Nam Mô Di Đà Phật. Cùng với 2 bịch hạt niêm chay và 1 thùng mì nha cô. Thùng mì này cũng mì chay nha quý vị. Và chay không. Thứ hai nữa đó là cái khoản tiền này á, là hỗ trợ cho quý cô có thể trị bệnh ha, trị bệnh và có thể mình tiêu dùng trong những cái ngày sau này. Nếu mà đủ cái nhân duyên đó thì con sẽ trở lại con thăm nữa nha. Mà quý cô phải thăm là phải tinh tấn đâu này kia, là ở trên từ bi là độ là con trở lại hè nha. Dạ. Nam Mô Di Đà Phật. Nay con xin đọc danh sách của tiền Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho quý cô nha. Thứ nhất, Zalo cô Thuận Sài Gòn và cô Thiên Thị Hoàng Hùng là 500. Thứ hai, Zalo Nguyên Trung 300. Thứ ba, chị Xuân Trần Canada 200. Thứ tư, Zalo chị Lữ Nguyệt Gia Bảo 200. Thứ năm, Zalo Trương Thị Chi 200. Thứ sáu, Weber Red Đỗ 200. Thứ bảy, Zalo Hồng Đào 200. Thứ tám, Weber Lương Phan cô Tư 200. Thứ chín, chị Vi ở Mỹ 200. Thứ 10, cô Mười Hảo 200. Thứ 11, quay bờ Annie Đặng cô Mai 200. Thứ 12, quay bờ chị Cẩm Hằng ở Đức 200. Thứ 13, Zalo Folato cô Tô Fola 200. Thứ 14, Zalo chị Kim Nguyễn 200. Như vậy là tổng cái số tiền là 3.200.000. Con mua những cái phần thực phẩm này hết 900.000 rồi, 900 mấy thì con mua hết 900 rồi. Hiện giờ là con còn đây 3 4 5 6 7 8 9 10, con còn đây là 2.300.000. Con xin đại diện quý Mạnh Thường Quân để gửi hỗ trợ cho bà cô nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Rồi cô gửi lời tri ân Mạnh Thường Quân gì đó. Cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ con. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn ha. Mừng hả cô? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật ha. Rồi con chúc cho cô hai, cô ba, cô tư, cô năm có nhiều sức khỏe, bình an nha. Và cố gắng nha, tinh tấn tu hành nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thì kính thưa quý cô chú anh chị, như Đức Thầy đã dạy đó quý vị, thì ngày xưa Đức Thầy đi tới đâu á, thì Đức Thầy độ bệnh cho bà con, thì dùng cái quyền di để mà khuyên bà con tinh tấn tu hành. Tại vì có những cái quyền di, những cái linh nghiệm đó chứng thật, thì là bà con mới nghe quý vị, mới mà quốc phục, mới mà tu theo. Chứ như không mà không có cơ sở gì cho gặp người ta khuyên tu đi là Châu Phú mới sáng bị cự nữa. Thành ra là mình phải mượn cái cơ sở. Thì Châu Phú cũng học theo cái lời của thầy dạy, là mình đến đây để gieo cái duyên lành, rồi xong á từ đó đó mới khuyên được. Thì quý cô cũng đã cố gắng và sửa vị, thì Châu Phú thấy rất là mừng trong ba cô. Thì Châu Phú xin chân thành cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã tin tưởng và gửi những khoản tiền để hỗ trợ cho bà con nghèo, hay là những vị tu sĩ, hay là những người bệnh đó, kịp cái lúc và đúng cái nơi quý vị. Và xin đồng kính chúc cho tất cả quý vị gia đình thì làm ăn luôn thuận lợi, phụ mẫu tại đường được tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng tây phương. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc quý vị sức khỏe bình an. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chào quý vị. Dạ.